Trong năm 2023 thì rất nhiều anh em đã lựa chọn nâng cấp máy tính lên một chiếc máy tính xịn sò hơn, cool ngầu hơn, bởi vì bây giờ giá cả màn hình đã rẻ đi khá, nhưng vẫn còn một vài anh em vẫn đang giữ bộ máy tính cũ của mình, có thể là những bộ Ryzen cũ này, bộ Intel cũ này, 3000, 4000 này. Thế nên là bây giờ hãy cùng mình build một chiếc máy tính có thể đáp ứng được 95-90% nhu cầu người dùng Việt Nam bây giờ nhé. Thành phần đầu tiên đó chính là chiếc main B660 đến từ nhà Thuf. Thì đây là một chiếc main có thể nói là có một mức giá trên hiệu năng rất là tốt. Theo như mình test thì chiếc main này có thể cân lên tới là i9-13900K ở mức số điểm Cinebench là 36.000 điểm, tức là cũng khá cao đấy anh em ạ. Vậy nên chiếc main board như này khá hợp lý cho bộ máy mới của anh em. Và thông tin tiêu về hôm nay thì đây là một em mainboard có chipset là B660. Mình không nghĩ rằng anh em cần lên là tận là B760, bởi vì đơn giản là main như này đã khá rẻ rồi. Nó sẽ vẫn có đầy đủ những tính năng thông thường, ví dụ như là rất nhiều các cổng USB này, các cổng audio này. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có socket 1700 để lắp CPU thế hệ 12 và 13. Đồng thời sẽ còn có cả 4 khe RAM để DDR4 nữa. Lý do tại sao mình chọn DDR4 thì tí nữa mình sẽ trả lời anh em nhé. Về CPU thì sao? CPU thì mình sẽ chọn cho anh em đó chính là một chiếc CPU i5-13400 anh em ạ. Chiếc CPU này thì tại sao mình lại chọn nó? Thứ nhất, anh em có thể biết rằng là rất nhiều các bài benchmark kiểu CPU này mạnh, CPU này xịn, CPU kia khủng hơn. Nhưng mà đa số người dùng bây giờ chỉ dùng một chiếc CPU để làm các tác vụ bình thường và chơi game thôi. Cùng lắm là họ thỉnh thoảng edit trên Premiere Pro hay là After Effects. Thế nên là mình đã lựa chọn chiếc CPU này vì lý do đó. Có anh em có thể sử dụng con chip F nếu anh em không sử dụng các tác vụ như là Premiere hay là After Effects nhá. Nhưng nếu mà anh em sử dụng tác vụ đấy thì chiếc CPU này trở thành một cái CPU P/B khá là tốt. Sắp tới thì mình sẽ có so sánh chiếc CPU này với một số CPU khác để xem nó thực sự là kiểu ngon nhá. Nhưng mình cảm thấy rằng với số lượng nhân và luồng của nó trong thời điểm hiện tại ấy, thì đây là một chiếc CPU cực kỳ là tốt. Lắp vào thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần mở cái lẫy, mở cái nắp rồi thả CPU vào. Nhớ là đúng chiều nha anh em. Thả xong thì đóng vô, cài vào, thế là xong anh em ạ. Về RAM thì mình đang có đây là một kit Furybit DDR4. Em này không phải là em đây không phải là em ghế tình yêu anh em ạ, chỉ là một cái kit thông thường thôi, nhưng mà nó vẫn có một mức cấu hình khá là tốt. Đây là một kit 16GB và nó sẽ có bus là 3600, card latency là 17 anh em ạ, rất là xịn. Thì tại sao mình lại chọn DDR4? Bởi vì anh em phải hiểu ấy, trong thời điểm hiện tại đúng không, mặc dù là mức giá của rất nhiều kit DDR5 đã giảm xuống ngang bằng với cả gần ngang bằng với cả một kit DDR4, nhưng cái mức hiệu năng của một kit DDR5 entry ấy, rất là khó để có thể bằng được một kit DDR4 loại xịn anh em nhá. Thế cho nên là đó lý do sao mà mình lựa chọn một em DDR4 như này. Em này thì sẽ vẫn là một con thanh RAM rất là bình thường thôi, có một mức hiệu năng khá tốt và sẽ có RGB ở khu vực dọc này nữa, khiến cho bộ máy anh em trở nên đẹp hơn rất là nhiều. Lắp RAM thì cũng rất là dễ, nhớ lắp vào đúng vị trí. Ví dụ như đây là khe, có khe này 1, 2, 3, 4. Thì trong cái này để chạy dual channel ấy, thì sẽ chạy hai khe này. Đấy là vị trí tối ưu nhất cho cái dual channel của chúng ta. Sau khi lắp anh em sẽ nghe tiếng một cạch phát, thế là anh em thành công rồi đấy. Một thứ nữa mình lựa chọn mình cảm thấy rằng là khá là tốt, đó chính là chiếc SSD ở đây. Đây là chiếc XPG GameMix S11 Pro. Thì tại sao mình chọn em này trong khi em này chỉ là một chiếc Gen 3 mà hệ của chúng ta có thể support lên tận là Gen 4? Thì đơn giản là nhá, nếu mà anh em từng xem cái video test SSD của mình ấy thì anh em sẽ biết được rằng chiếc SSD này là một chiếc SSD cực kỳ là tốt, nhìn chung cũng cực kỳ là ngầu, với mức gọi là tốc độ load Windows này, tốc độ random read and write này và load game nữa cực kỳ là nhanh, và có thể nói là nhanh nhất trong tất cả, dưới tầm khoảng tầm 2 triệu ấy. Thì đấy, em này cực kỳ là tốt luôn, anh em nên mua. Một chiếc Gen 3 như này có thể đánh bại được một chiếc Gen 4 NV2 của dòng cooler của Kingston. Thế nên là cái đấy tùy anh em nhá, bởi vì chiếc SSD nó có đắt hơn một chút so với cả chiếc đấy. Lắp SSD thì phải nói là cũng khá là đơn giản, anh em chỉ cần gỡ cái tấm trên này thôi. Gỡ được ra thì anh em sẽ được đón chào bởi một cái cách lắp SSD cực kỳ là dễ luôn. Đó chính là chỉ cần sử dụng cái Quick Release của Asus, cài vào phát, ấn xuống,
cửa khóa vào. Thế là xong. Đơn giản. Và vì chiếc SSD này cũng có, đó chính là giáp sẵn rồi, nhìn cho nó cũng khá là ngầu. Thế nên là mình sẽ không bỏ giáp nó ra và gắn cái này của hãng vào đâu anh em nhá. Và cuối cùng thì đó chính là vấn đề về tản nhiệt. Chiếc CPU này nó không nóng đến như thế anh em ạ. Chiếc i5-13400 này nó không nóng đến như thế. Thế nên là mình đang có hai option đây. Một là chiếc AG400 của hàng Deepcool. Và một chiếc đó chính là chiếc Zonbo Pisa A5. Và nó là màu trắng em ạ. Nếu mà nói so sánh ý, một chiếc tản nhiệt full trắng, một chiếc tản nhiệt hơi nhìn trông bạc bạc này, thì mình nghĩ rằng mình sẽ lấy chiếc full trắng. Cùng thể lắp xem nó có bị lạc quẻ không nhé. Phải công nhận anh em ạ, lắp xong là thấy là cũng có vẻ như là đẹp hơn đấy. Ví dụ như đây, nếu mà anh em so sánh nhá, con này với cả con này đây, anh em thấy con nào đẹp hơn? Anh em thấy con nào đẹp hơn? Chắc là con trắng rồi đúng không? Mình đánh giá con trắng. Không biết là anh em comment nào, anh em thử comment xuống dưới nhá, xem là nếu mà anh em lắp thì anh em sẽ chọn con nào nhá. Mình thích con này hơn một chút. Đấy thì là nó là cơ bản thôi. Nhưng mà cái con Pisa này sẽ còn có một phiên bản đen nữa nếu mà anh em lựa chọn nhá. Còn mình muốn nó trắng một tí để cho nó gọi là nổi bật. Bây giờ thì đến vỏ cây. Thì trong thời điểm hiện tại ấy, mình cảm thấy rằng mình không cần phải một chiếc máy quá to cũng có thể chứa được tất cả mọi thứ. Thế nên là mình chọn cho chúng ta ở đây là chiếc vỏ cây D31. Em vỏ cây này thì sẽ hỗ trợ được đó chính là tản nhiệt nước này, tản nhiệt khí này, nguồn full size này, cả full size này. Và đặc biệt nữa là nó hỗ trợ lên tới là MATIC anh em nhá. Đúng kích cỡ main mà mình đang có ở đây. Nó sẽ hơi chật chật một tí thôi, bởi vì là em main của mình là MATIC béo phải không? Tức là nó rộng ngang. Nhưng mà chắc là cũng sẽ vừa thôi. Bây giờ thì cùng mình thử lắp nó vào trong này nhá. Nói chung là cũng có nhiều cái sự thiết kế được học hỏi, có thể gọi là học hỏi của các nhà làm cây xịn xòa. Ví dụ như là của Lian Li. Nếu mà anh em mua bản màn hình ấy thì nó sẽ là cái này bật ra này. Đấy, xong anh em sẽ được thay màn hình ở đây. Nhưng mà mình cảm thấy rằng cái máy này không cần màn hình nó cũng đã khá là đẹp rồi. Có thể sử dụng thoải mái. Và nhá, cái em main này, em vỏ cây này sẽ còn có đằng trước. Chúng ta sẽ có tắt bật này, một đầu USB-A này, với cả một đầu audio, cộng thêm một đầu Type-C nữa, để có thể đạt được tốc độ cao nhất ở front panel của chúng ta. Tất cả em này thì được làm bằng mesh hết. Tức là những cái lỗ này đều có lỗ khe hở này, để khiến cho cái vỏ cây của anh em sẽ thoáng khí hơn rất là nhiều so với cả những cái vỏ cây cũ. Đặc biệt là em D30 hay là cái gì đó 30 cũ em này. Đây là 31 rồi, nâng cấp lên số 1 rồi. Rồi, con máy đã được lắp xong, tức là con main đã lắp xong ở trong này. Và mình còn gắn thêm cả dây power này, dây USB này, với cả dây hộ audio nữa. Bây giờ thì mình sẽ lắp nguồn vào anh em nhá. Lắp cái nguồn vào này, xong rồi mình lắp thêm con cạc nữa. Thế là xong máy rồi. Tính ra chắc cũng được mất đâu hơn nửa tiếng rồi nhỉ? 30 tròn luôn, đấy. Thế là mất nửa tiếng lắp này, xong rồi tầm 15-20 phút cái này nữa là xong. Con nguồn này thì có rất nhiều vị trí để lắp. Anh em có thể lắp ở 4 khu vực cơ. Tức là tùy vào cái diện tích cạc của anh em và diện tích rack của anh em. Nếu mà anh em dùng rack to thì bắt buộc phải cạc nhỏ. Còn nếu dùng rack nhỏ thì bắt buộc có thể là cạc to. Đấy, tức là anh có thể di chuyển tùy ý luôn. Thì để cho có nhiều vị trí di chuyển dây nhất, mình sẽ cho phép em này lên trên cùng nhá. Bởi vì là con cạc của mình khá to, mình dùng con cạc khá là cháy đấy. Thì nên anh em cùng xem nhá. Rồi, thì hôm nay mình chọn nguồn gì? Câu trả lời là mình chọn nguồn FSP. Đây là chiếc Hydro GPro. Chiếc Hydro GPro. Em này tại sao mình lại chọn? Nếu trong tầm giá ấy, thì em này là một em nguồn có mức hiệu năng tiêu thụ rất tốt, đạt hạng khá là cao trong bảng xếp hạng những con nguồn, và nó còn là một con nguồn modular nữa. Thế nên là anh em có thể lựa chọn dây mà mình muốn. Những vỏ cây bé này mình khuyên rằng anh em nên chọn mua nguồn modular. Ví dụ như là anh em chạy NR200P hay là NR200 thì anh em hãy chọn cho mình một chiếc vỏ cây, một chiếc nguồn có dây rời đúng không? Chứ đừng nên mua những loại mà liền dây nhá. Những loại đấy thì rất là khó để tìm đi dây trong những cái vỏ cây nhỏ như thế đấy. Bây giờ thì cùng mình lắp vào trong này nhá. Cái việc lắp đặt thì nó cũng khá là dễ dàng thôi. Bây giờ anh em chỉ cần gắn vào bốn cái khung này, bốn cái đúng cái khung luôn. Gắn đúng khung. Nói gì thì nói, nguồn modular xịn thật. Nhưng mà càng lắp máy tính xịn thì càng mất nhiều thời gian. Mặc dù là nó có những cái điểm thiết kế nó rất là tốt, nó rất là lợi ích. Nhưng mà nó thật là bây giờ mà bảo mình lắp một bộ máy tính 10 triệu để so sánh mình lắp thời gian lắp bộ máy tính 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu thì đúng là cứ thời gian nó cứ tăng dần theo. Bởi vì cái độ khó của từng chiếc máy tính nó tăng dần. Ồ,
rồi, còn hôm nay chết cả của chúng ta đó chính là chiếc 3070 Ti. Tại sao không phải là 3060 Ti? Tại sao không phải là 4070 Ti? Đấy, thì câu trả lời của mình đó chính là, thứ nhất, 3060 Ti thì nó cũng rất là khỏe và đáp ứng được khoảng tầm 80-85% số lượng người dùng bây giờ. Bởi vì đa số mọi người chúng ta đều sử dụng ở Full HD thì con 3060 Ti đấy cực kỳ là tốt luôn. Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn còn một phần nhỏ số lượng người dùng đang sử dụng ở độ phân giải là 2K và nhiều khi là 4K nữa. Thế nên là mình cảm thấy rằng chiếc 3070 Ti này là một lựa chọn rất là hợp lý với mức giá tiền của nó hiện tại. Và còn tại sao lại không phải là 4070 Ti? Đơn giản bởi vì nó quá đắt. Thế thôi, nó quá là đắt. Và nếu mà anh em bây giờ mua cả cũ ấy thì đáng giá hơn rất là nhiều so với cả chiếc đấy. Cái chiếc đấy thì thực sự là mức giá khoảng tầm 30 triệu thì làm đau xót lòng chúng ta. Đấy, nên là chiếc 3070 Ti này quá hợp lý với cả Full HD hoặc 2K rồi. 4K vẫn có thể chơi được nhưng mà phải giảm mức setting xuống một chút anh em nhá. Và phải chấp nhận mức FPS khoảng tầm 100 hay bao nhiêu đấy. Còn với 2K ấy, thì nhiều khi là 144 hoặc là 240 luôn. Bây giờ thì cũng unbox rồi nhá. Và cái bản mình chọn đây là bản Rockstreet. Em này thì quá là đẹp rồi, không bàn cãi rồi. Mình ý, đánh giá ý, là thiết kế mới của Asus không được đẹp cho lắm nếu là màu đen. Còn khi là màu trắng thì nhìn chung nó đẹp hơn rất là nhiều, bởi vì nó bớt hầm hố hơn một chút và nhìn chung nó thanh tao đi một tẹo. Còn mình cảm thấy rằng nhá, cái dòng này này, cái dòng 3070 này thì càng Asus là thần, có thể gọi là top rồi về mà thiết kế rồi. Cái phiên bản 20 nhìn chung cũng đẹp đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng 30 đẹp hơn. Cái đấy thì là tùy vào mắt của mỗi người nhá, anh em có thể để xuống comment nếu mà anh em cảm thấy rằng là 20 đẹp hơn hay là 30 đẹp hơn hay là 40 đẹp hơn anh em nhá. Nhưng mình nghĩ rằng đa số anh em sẽ thấy con 40 nó hơi thô kệch một chút. Điểm yếu của em nguồn này là chúng ta sẽ không có 3 đầu 8 pin nha anh em ơi. Em này chỉ có 2 chỗ để cắm cổng PCIe thôi. Và chúng ta sẽ có tổng cộng ở đây là 3 chỗ cắm anh em ạ. Thì tại vì dẫu sao nó cũng là một chiếc cạc màn hình xịn đúng không? Anh em nhìn điểm thiết kế đi. Màu đèn, giải LED, xong rồi cổng kết nối vân vân và mây mây. Thiết kế nhìn trông rất sành điệu. Thì cái em này, tại sao mình lại chọn em này nữa? Bởi vì đó chính là cái cổng nguồn PCIe 5.0. Tại sao mình không thích điều đấy? Mặc dù nhá, hôm trước mình lắp bộ phun trắng, anh không thể thấy là mình đang lựa chọn một con nguồn 1250W của Cooler Master có dây PCIe 5.0 rồi, nhưng nó vẫn không đủ độ cong để có thể gắn cái cửa kính vào. Anh em thấy không? Nguy hiểm đúng không? Thế nên là cái đấy còn tùy với anh em nhá. Thực sự thì mình vẫn thấy rằng 30 là một dòng ổn áp hơn rất là nhiều và vẫn có thể đáp ứng được rất nhiều cái nhu cầu chơi game của anh em, không nhất thiết phải đến 40 đấy. Và mình đấy là những cái gì mình suy nghĩ thật trong lòng luôn, không có gì gọi là lừa sơ cam cả. Mình chỉ đang nói mình là một người tiêu dùng như anh em mà, nên là đấy, anh có thể nghe mình đi. Rồi bây giờ thì cắm vào thôi nào. May quá thì em dây này sẽ là tổng cộng là có 2 đầu VGA thôi, nhưng mà sẽ có những cái đầu nối dài này thì mình cũng không tin tưởng nó cho lắm, nhưng mà vẫn có thể sử dụng được bởi vì em nguồn này là một em nguồn khá là xịn anh em ạ. Đấy, bây giờ thì lắp vào thôi nhá. Gỡ các khối này. Em này thì sẽ có tổng cộng là, nếu mà tính ra thì nó sẽ là 3 slot anh em nhá. PCIe thì là 2 thôi, nhưng mà về size thì là phải 3 slot, đúng rồi, 3 slot đấy. Bây giờ càng lúc càng to lên, trong khi mức nhiệt độ thì nó không cần phải mát như thế. Mình cảm thấy như vậy, mình không biết nào. Nhưng mà kiểu mọi người bây giờ đang theo cái xu hướng là càng to tốt được không? Phải BBC hay không? Đấy. Thế nên là khiến cho mọi thứ nó bị to quá và làm cho những cái bộ máy ITX trở nên khó hơn rất là nhiều. Bây giờ mà nếu anh em muốn mua ITX ấy, nếu anh em mua ITX cho 40 ấy, thì mình có thể đảm bảo rằng anh em bắt buộc phải mua một cái tản nhiệt nước đấy, custom thì mới có thể chứa nó và tản nhiệt nó một cách hợp lý được. Chứ nếu mà, tại vì tản nhiệt, khối tản nhiệt tuy là to nhưng mà luồng khí mà không có thì mát sao nổi, đúng không? Cây bí thì mát sao nổi. Thế nên là đi nước là hợp lý hơn. Xuôi, quá đẹp ấy, vừa luôn đấy. Ok, vậy thì bộ máy đã có thể gọi là hoàn thiện rồi, dây dợ đã được cắm hết rồi. Nhưng mà tất nhiên rồi, nhìn trông nó to hoang như này bởi vì là mình chưa gắn cái gì vào nốt đúng không? Bây giờ thì cùng thử gắn nốt 4 chiều của nó rồi xem nó đẹp như nào nhá. We'll be right back.
Ok, thì đây là chiếc máy của chúng ta. Các bạn có thấy đẹp không? Mình thì thấy khá đẹp đấy, nhưng mà đúng là sẽ có một vài điều và chắc chắn lại nhiều anh em ở dưới comment sẽ nói, và chính là tại sao không chọn một chiếc tản nhiệt khác. Thì mình công nhận đúng là nên chọn một chiếc tản nhiệt khác, bởi vì nó bị nhìn trông nhỏ quá so với cả cái trường hợp này. Nếu mà là mình được làm lại lần nữa ấy, là xin đi lại lần hai ấy, thì mình sẽ chọn một chiếc tản nhiệt to hơn, ví dụ như là AK620 chẳng hạn, mình to to như thế, hoặc lên một chiếc tản nhiệt nước của Jumbo. Thì mình khuyên rằng với cái mức custom này nhá, với cái cấu hình này nhá, anh em chỉ nên chọn một chiếc tản nhiệt 240 thôi, bởi vì là chiếc CPU này không cần 360, và thứ hai nữa là nếu mà anh em chọn 360 ấy thì nó sẽ không đủ chỗ để gắn trên này, chỉ nên là 240 thôi anh em nhá. Đó. Rồi thì nếu mà anh em hứng thú với những sản phẩm ở đây thì anh em thể check đường link dưới mô tả. Anh Kiên sẽ để rất là nhiều link ở dưới đó, và hy vọng rằng anh Kiên sẽ để thêm đường link của một chiếc tản 360 phù 240 phù hợp với cả chiếc vỏ cây đấy nhá. Cố lên anh. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem video này, và cảm ơn anh em tại video khác nhá.